Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cái dòng lan hồ điệp hoa đại. Và nhà em hôm nay thì có hai dòng, đó là hồ điệp đại bình thường và hai là dòng hồ điệp đại khủng long tai thỏ. Có nghĩa là cái dòng này thì ngày sau thân lá nó sẽ to hơn, lá nó rất là dài. Đấy, cùng là một cây giống nhưng mà đây, cây bình thường và cây tai thỏ đây, mọi người nhìn nói. Đấy, nó sẽ khác nhau một tí. Đó, cây tai thỏ nó sẽ cao và nó dài hơn nhá. Ngày đấy nó cùng độ tuổi đấy, sau nó lớn lên ấy thì nó sẽ dài hơn rất là nhiều. Đó thì là có hai dòng. Dòng bình thường thì em bán với giá là 20.000 một cây. 10 cây em bao ship nhá. Tai thỏ là 25.000 một cây, 10 cây em cũng sẽ bao ship. Hai dòng này hoa đều rất là đẹp, hoa to, bông đại, cho từ 9 đến 12 bông nhá. Và một cây thì nó sẽ thường là cho hoa vào ngày Tết. Một năm cho hoa hai lần nhưng mà như nhà em để là để cho ra hoa Tết thôi, để cái chất lượng cây và chất lượng hoa nó tốt nhất. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem màu hoa nhé. Đây, màu hoa của nhà em đây. Thì nó là những cái màu hoa đại. Đấy, gần như đầy đủ các màu của hoa đại. Đó, Tết mình ghép chậu rất là đẹp. Hoặc bác nào mà trồng một chậu vài cây ấy, đan xen rất là đẹp nhá. Đó là những cái màu hoa đại của nhà em. Bông rất to, bông to như cái bát luôn. Đó, những cái cây này là đủ tuổi đến Tết cho hoa rồi này. Đấy, đúng giống chuẩn đến Tết đấy. Đây, em cầm một vài cây cho mọi người xem nhé. Hình thức cây thì rất là đẹp. Cây thì từ 4 lá nhé. Hình thức cây khá là đẹp. Đó, dễ phát triển khỏe. Cây cứng cáp thuần vườn rồi. Đây là hàng 20.000. Hàng 20.000 dễ khỏe, dễ đẹp nhé. Vì nhà chúng ta thay chậu là cây nó phát triển ok đấy. Đó, 20.000 một cây. Đây, bộ rễ rất là khỏe. Còn đây là hàng tai thỏ. Hàng tai thỏ thì lá thường nó dài hơn. Đây. Đấy, lá dài hơn này. Cũng đủ màu như bên kia nhá. Lá dài hơn. Ngày sau lớn thì cây nó sẽ to hơn. Đấy, lá rất là dài rồi. Đấy, cốc thì cùng là cốc nhỏ nhá. Cốc thì cùng là cốc nhỏ thôi đây. Đấy, cái cốc thì cùng là cốc nhỏ đây. Tai thỏ thì lá nó rất là dài. Đấy, dài như là tai thỏ. Nó là hàng khủng long mà. Ngày sau thì nó to vật vã cực kỳ luôn. Hoa thì cũng đều giống nhau. Chất lượng cho hoa cũng như nhau hết. Đó, hàng này là 25.000 nhá. 25.000. 10 cây em báo ship, hàng kia là 20.000, 10 cây cũng báo ship, đầy đủ màu, trắng, tím, xanh, vàng, hồng, kẻ, cam, đốm. Đều có hết. Số điện thoại đặt hàng là 0974 702 106 nhé. Em chào mọi người.